Xin chào quý bà con, nay em giới thiệu cho quý bà con mình một loại thuốc trừ bệnh. Andibat 700WP là thuốc hỗn hợp có tính độc đào phá vỡ sự thành lập vách tế bào nấm, ngăn chặn tức thời sự lây nhiễm bệnh, chuyên đặc trị xương mai, thán thư, phần trắng, mốc xương, thối rễ, đốm canh, nấm hồng, dì sắt, nước thân xì mủ, thối trái, lết sẹo mặt cạo cao su. Quý bà con nên phun khi bệnh vừa xuất hiện, thời gian cách ly 10 ngày sau phun. Vậy nên quý bà con hãy nhanh tay đặt hàng qua số hotline 0898. 038 348 hoặc truy cập website để được mua hàng chính hãng nhé.